hữu nghị và sự ủng hộ, cổ vũ mạnh mẽ đối với chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngành xây dựng Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, Công đoàn xây dựng Việt Nam là công đoàn ngành trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có truyền thống hơn 62 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt chặng đường lịch sử đó, với sự cố gắng, phấn đấu, cống hiến và hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên và người lao động, công đoàn